Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đến thăm tặng quà 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Bảo hiểm xã hội các huyện thị xã tổ chức thăm tặng 50 suất quà cho các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các trung tâm y tế các huyện thị xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh huy động tặng 170 sổ bảo hiểm xã hội và 320 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 750 triệu đồng cho người nghèo, cận nghèo.